Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt. Phần lớn người tiêu dùng đều mong muốn lựa chọn cho mình được một sản phẩm điều hòa nhiệt độ để xua tan đi cái nóng bức. Và những năm gần đây, Panasonic đang trở thành thương hiệu được rất nhiều người nhắc tới bởi các dòng sản phẩm điều hòa của thương hiệu này sở hữu được những công nghệ cao và độ bền tốt. Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc điều hòa thanh lịch thì N9UKH8 9000BTU sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và đây cũng là đặc điểm nổi bật của những chiếc điều hòa mang thương hiệu Panasonic. Với sản phẩm điều hòa một chiều N9UKH8, quý vị có thể nhìn thấy từng đường nét vô cùng tinh tế, hiện đại. Công suất làm lạnh 9000BTU phù hợp cho các gia đình có diện tích vừa và nhỏ. Điều hòa được trang bị chế độ làm lạnh cực nhanh IL2 với một nút ấn đơn giản, bạn sẽ gần như ngay lập tức được đắm mình trong bầu không khí thư giãn, mát lạnh. Không chỉ có chức năng điều hòa nhiệt độ, làm lạnh cực tốt, mà sản phẩm này còn có khả năng làm sạch không khí với công nghệ NanoEasy. Kháng khuẩn khử mùi NanoEasy là công nghệ độc quyền được Panasonic trang bị cho các dòng máy lạnh của mình. Với công nghệ này, các vi khuẩn, bụi bẩn sẽ được giữ lại ở màng lọc và bị loại trừ, trả lại bầu không khí trong lành, sạch khuẩn, an toàn cho cả gia đình bạn. Nếu gia đình bạn có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ thì điều hòa một chiều Panasonic N9UKH8 là một sự lựa chọn tuyệt vời bởi sản phẩm được trang bị chế độ ngủ ban đêm giúp các thành viên trong gia đình sẽ có một giấc ngủ ngon, không bị lo cảm lạnh. Vào những ngày trời mưa, căn phòng của bạn sẽ trở nên ẩm thấp và vô cùng khó chịu. Nhưng đừng lo, bởi vì đã có chức năng hút ẩm của máy lạnh Panasonic. Với chức năng này, căn phòng của bạn sẽ trở nên khô thoáng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Chỉ với một nút nhấn quiet trên remote, bạn có thể tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời. Máy sẽ hạ công suất, duy trì nhiệt độ ổn định, hoạt động rất êm ái, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Chiếc điều hòa một chiều Panasonic NUKH8 9000BTU đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt với giá 8.690.000 đồng. Và nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc gì thì có thể truy cập vào website mediamarkt.vn, thegioidienmay.com hoặc liên hệ trực tiếp tới số 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!